Chị Nguyễn Thị Hằng ở khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập có con trai là F0. Ngay khi phát hiện con mình trở thành F0, chị đã tham gia và được nhóm hỗ trợ F0 điều trị tại nhà phường Hà Huy Tập tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các biện pháp điều trị tại nhà thông qua mạng xã hội Zalo. Đồng thời, chị thường xuyên được hỏi thăm về sức khỏe của con để có sự giúp đỡ trong quá trình điều trị phòng bệnh trở nặng. Cũng rất là bình tĩnh và được sự hướng dẫn của bác lần với là các bạn bên tình nguyện viên hỗ trợ thêm. Thì nói chung là đến bây giờ thì tình hình của cháu nó cũng ổn. Chỉ có là không sốt, không ho nhiều, chỉ có đôi khi ho thôi vì lại có đơm. Có đơm uống thì sáng nay bác cũng hướng dẫn thêm, dùng thuốc thêm để hạ đơm cho cháu thôi. Và các thứ rửa mũi, rửa kho mũi, kho họng. Phường Hà Huy Tập là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn thành phố Vinh triển khai mô hình nhóm hỗ trợ điều trị F0 tại nhà qua mạng xã hội Zalo, đã thu hút gần 500 trường hợp là F0 và người nhà trong và ngoài phường tham gia. Cán bộ phường đã mời bác sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, đã từng hỗ trợ điều trị online cho F0 ở thành phố Hồ Chí Minh, tham gia nhóm hỗ trợ tư vấn. Tận tâm, trách nhiệm, làm việc từ 6 giờ 30 sáng đến 24 giờ đêm, nhóm đã giúp người bệnh yên tâm chữa trị và dần phục hồi sức khỏe. Đặc biệt là khi những câu hỏi mà mang tính chất cấp thiết, bệnh nặng thì chúng tôi trả lời trước. Và chúng tôi cũng giao cho 2 tình nguyện viên là sẽ là tổng hợp, cập nhật tất cả những cái câu hỏi đã hỏi và được bác sĩ Hùng trả lời. Và chúng tôi đồng cộng ra cái quy chế là đối với những người tham gia phải là F0, cũng như là có, nếu như mà là hoặc là người nhà mà có con nhỏ hoặc là người thân, khi câu hỏi được đưa ra thì các câu hỏi tương tự thì bác sĩ Hùng không phải trả lời nữa, mà các tình nguyện viên sẽ chụp màn hình hoặc là cọp lại tin nhắn để trả lời. Còn những mà câu hỏi mới, mang tính mới và mang tính cấp thiết thì chúng tôi, bác sĩ Hùng phải trực tiếp trả lời cái câu hỏi đó. Và cho đến thời điểm hiện nay thì nhóm đã đi vào cái hoạt động có quỹ đạo và cũng rất là khá bài bản. Các những bệnh nhân đang được điều trị đang trên cái đơn thuốc cũ thì tiếp tục điều trị. Khi nào có thêm những cái triệu chứng khác thì sẽ hỏi thêm. Còn những cái bệnh nhân mới thì sẽ được bác sĩ Hùng và tình nguyện viên chăm sóc, không phải là hàng ngày nữa mà là hàng giờ, hàng phút. Hiện nay các phường xã trên địa bàn thành phố Vinh cũng đã thành lập các nhóm Zalo hỗ trợ điều trị tại nhà, mời các y bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế hoặc đã nghỉ hưu trên địa bàn tham gia tư vấn và cập nhật bệnh nhân, niêm yết số điện thoại hỗ trợ vào nhóm. Tư vấn trên Zalo hoặc qua điện thoại, xây dựng các video, clip, bài viết hướng dẫn các biện pháp từ điều trị bệnh tại nhà. Những trường hợp có triệu chứng nặng sẽ được hỗ trợ chuyển đến các cơ sở thu dung. Và thấu hiểu được cái sự khó khăn của ngành y tế và của người dân, thì ban chỉ đạo phòng chống COVID của phường đã huy động và mời vào nhóm là các y bác sĩ tận tâm nhiệt tình, trên, trong và ngoài địa bàn, hiện đang công tác trong các cái bệnh viện cấp tỉnh, cấp thành phố và đội ngũ y tế nghỉ hưu để hỗ trợ tư vấn cho các F0 trên địa bàn, nhằm tăng cường cái nguồn nhân lực để hỗ trợ cho ngành y tế và góp sức cùng với thành phố, cùng với tỉnh và cả nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của người dân. Nhóm hỗ trợ theo dõi và chăm sóc F0 tại nhà đã thích ứng linh hoạt, hiệu quả, khai thác nguồn lực và trách nhiệm xã hội của mỗi tổ chức cá nhân, là điểm tựa giúp bệnh nhân vững tâm điều trị hiệu quả. Mô hình này còn giảm áp lực cho nhân viên y tế phường xã để lực lượng này tham gia giải quyết các phần việc khác trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay.